mày đừng có mồm quét, mày đừng có mồm điêu đi. Thế thồn cả, không biết là có, không biết là nhà ai có cố gì không mà cái kêu là đi ăn đi. Ôi mọi người chén đầu hết nha, trước lạ sau quen nha. Không đi chơi không? Sợ đẹp giả với nhau. Ai nên cái đẹp luôn cho bạn mà. Không ăn đâu à? Cái con tôm nhá. Cái con tôm nhá. Cái con xanh này ngon. Tôm hả? Cái con này nó có đưa cao nhà đỗ đấy. Vì là nó lấy cao quá. Quá bất khởi. Thế con trưởng lên 3 điểm. Cái mâm kia chờ, cái mâm kia chờ thì để mình nói một mình có thể trả em ạ. Ngay lớn chưa? Học lớp 2 đúng không? Học lớp 2 rồi. Nhưng mà anh My được gặp cái cảm xúc, được quay phim như kiểu ngày xưa. Tuyệt vời lắm anh Nhân ơi. Nhớ anh hãm ăn luôn. Luôn là quả nhận điện thoại của Hoài là hơi bất ngờ. Vì mới đầu là đúng là không biết là chắc là nhà ai có công việc lớn. Hoặc là có một cái tin vui gì rất lớn cho nên anh em mới hẹn hò, không biết là có nguyên nhân gì không. Nhưng mà đúng là sau hơi lâu thời gian ấy thì tự nhiên cái hôm qua cũng hơi cảm xúc. vì là như kiểu nó xô đẩy nhiều thứ lắm rồi. Cho nên là nói nào ta? Mọi người phải hình dung là nói gì nói thời gian đấy cũng là thời gian đẹp nhất. Đúng. Như trong cuộc đời của mình ấy. Không nhưng mà đi bao lâu không phải là đi không phải là nơi khác mới thấy tình cảm. Nó chỉ là một cái việc mà mình làm chung với nhau hay là như cái này là hậu Covid ấy. Đi nhá, chỉ nhớ thủ quỹ của Không bên kia nhá. Chị Nga đâu có cả con nhớ. Chị Nga bên đấy thì mình cứ xả bên này đấy ạ. Mọi người đây nhớ lại. Xem xét có thế. Tính toán chưa qua được quán ná. Chị Nga hay thủ đồ đúng không? Tại quanh quân này. Ôi trời ơi! Thì thời gian có thể nói là vô tư nhất, không phải suy nghĩ gì, chắc là chỉ suy nghĩ về cơm áo gạo tiền thôi, chứ còn ví dụ như không phải lo lắng về nấu văn phòng, cũng giống như mọi người thôi, ngày nào được ăn uống đầy đủ. Nam. Được ăn, có người được ăn. Có người đi đâu phải đi? Đi vệ sinh, đi ra, mình đi vào, mình đi lên, mình đi xuống, đi nhầm thang máy nha, 300.000 luôn, biết không? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. À, nó có 500 cái cam. Không được phép đi thang máy của khách. Nó chết cam, chết cam á. Chú nào không phạm vậy? Nhớ. Đúng kiểu công nghệ 0.4. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Hành chính nhân sự áp chế hết. Ngày xưa thấy chị Hằng quá. Vợ Tuấn Thời khó ạ? Vợ Tuấn Thời, Tuấn Thời. Tuấn Thời. Tuấn Thời. Chị sẽ lại em thế nào? Được rồi, chị là khoảng một tháng nay bắt đầu kiểu tổ quốc hay một khách. Riêng cháu Cờ là yêu cầu 8:15 thì có mặt. Cực kỳ thuyết phục. Em có hôm em đi được, có hôm em sau thì thôi em nghỉ trò cờ thì cũng bị phê bình nhắc nhở. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Là về sau em đi tiếp thì bắt đầu từ ngày mai. Tuần sau ấy, là chào lúc 8 giờ lúc. Mới ra sân được chào hay như nào? Ra sân, mở loa. Bài nào cái nhỉ? Sau tí lại còn học. Thi cái gì 30 câu hỏi chung rồi lại 30 câu hỏi chuyên môn. Chuyên môn xong bảo hôm ấy bà Hằng là đó bà mình nghỉ rồi thì ra em hay sao thì dài thế, 15 câu dài thế. Học đọc có kiểu là câu hỏi chung đọc là theo quy định. Bây giờ là cái thằng Hùng. À cái Phúc ở đâu nhỉ? Phúc 3. Đúng rồi, lên Phúc 3. Thằng ấy sang một phát là hội chị đã bắt đầu thi như bên Sang cái bên Vin đấy. Sao rồi mình bảo cho Huy mình đi làm. Ừ, đúng các bạn. Chị hỏi, chị ngồi hàng, ngồi chờ lại. Khi kiểu như sao